có một số đồng tu hỏi tôi thầy có sợ chết hay không tôi nói với họ tôi không sợ chết tôi không có khái niệm này không hề có khái niệm sanh tử mỗi một ngày đều là tùy duyên qua ngày Tuổi tác cũng đã cao rồi Giảng kinh sắp giảng không nổi nữa Tôi vô cùng xem trọng Người kế thừa Cho nên lúc tôi 50 tuổi Thì đã rất xem trọng Bồi dưỡng những người kế thừa Tôi có thể không giảng kinh Nhưng kinh thì không thể đoạn dứt Người có thể giảng Ưa thích giảng Tôi đều đề bạc họ Bồi dưỡng từng người một Khi tôi đi rồi Thì cũng sẽ có rất nhiều người Sẽ giảng tốt hơn tôi tôi rất vừa lòng hỏi tôi là có sợ chết hay không không sợ thật sự là không sợ một chút cũng không người ta vì sao lại sợ chết vì họ không có sự chuẩn bị tôi thì đã chuẩn bị rất kỹ rồi cho nên tôi không sợ So với hầu hết mọi người Thì không như họ Chúng tôi ngày ngày nhớ nghĩ đến thế giới cực lạc Niệm niệm đều là niệm A-di-đà Phật Tôi khuyên mọi người Niệm Phật Cầu sanh di đà tịnh độ thì bản thân tôi sao có thể không làm chứ nếu tôi không làm thì những người học sẽ nói tôi lừa gạt họ vậy thì tôi có lỗi với họ rồi thế giới cực lạc là có thật a di đà phật là có thật giảng sanh thế giới cực lạc là có thật Ngày ngày đều có Mọi lúc mọi nơi Đều có thể đến thế giới cực lạc Thật là hoan hỷ Phật đã nói với chúng ta Phạm việc gì Cũng đều có nhân có quả Bệnh dịch Là có nhân quả nhưng là gì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh nói đi nói lại vẫn là tâm tưởng đồng tu của chúng ta đã học phật rồi dĩnh viễn không có sự lo sợ chúng ta đi theo thích ca mâu ni phật Tiền độ thuận bườm xuôi gió tiền đồ vô cùng tươi sáng sau khi học phật niệm niệm cầu sanh tịnh độ chúng ta rõ ràng thấu suốt đối với thế giới cực lạc thì việc giảng sanh thế giới cực lạc là thực sự nắm chắc phần hy vọng các đồng học xem nhẹ sanh tử đem việc sanh tử nắm trong lòng bàn tay không phải nằm trong tay vua Diêm La Mà nằm trong bàn tay chúng ta Muốn đi là đi Muốn ở là ở Tốt Đối trước đại chúng đồng tu Cùng nhau Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Mỗi ngày Đều không thiếu thời khóa Đồng tu còn sợ hãi vẫn là không ít Chúng ta hãy giúp đỡ họ Muốn giúp đỡ họ Thì trước tiên mình phải không sợ thì họ mới tin làm thế nào để giúp những đồng học còn sợ chết đây đây là sứ mệnh của chúng ta đọc kinh nọc thuộc kinh điển có thể chuyển sợ hãi thành không sợ không còn sợ đạt đến mức nào tự tại giảng sanh giảng sanh thế giới cực lạc là chắc chắn là thật không phải giả ta bà này khổ hạ tất gì phải lưu luyến chứ bạn còn lưu luyến đối với ta bà cho nên bạn mới sợ chết không còn lưu luyến ta bà thì mới không sợ chết cho nên đối diện dưới trùng trùng những sự bất an trong xã hội ngày nay chúng tôi đều khuyến khích mọi người Không nên sợ hãi Thật an vui Nên điểm cho thật tốt câu Phật hiệu này A-di-đà Phật Nhất định sẽ đến tiếp dẫn Không bỏ sót một người nào lòng tin sẽ quyết định hết thảy việc này rất quan trọng mọi người đều có sức khỏe tốt hơn tôi phải nên dụng công phải nên nỗ lực nếu thấy a di đà phật ở tại thế giới cực lạc hoan nghênh chúng ta chúng ta thấy được niềm khoan nghĩ vô tận thì nguyện vọng của một đời này xem như viên mãn rồi sống ở tại thế giới này sống một ngày thì làm việc một ngày sống hai ngày thì làm việc hai ngày Giảng sanh đến thế giới cực lạc Thì đồng học sẽ cùng A-di-đà Phật đến tiếp dẫn Cho nên việc giúp đỡ trợ niệm cho các đồng học Là công đức rất lớn Ta đi đón họ Họ cũng sẽ đến đón ta Tuyệt đối không uổng công Tuyệt đối không phải giả những tin tức về bệnh dịch hiện nay Chúng ta không nên xem Niệm A-di-đà Phật Thì mới thật sự là có ích Đây mới là việc cấp bách quan trọng Chứ không phải là việc gì khác Phật đến tiếp dẫn chúng ta Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta đồng tham đạo hữu cũng đều đến tiếp dẫn chúng ta tin sâu không nghi thì các ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn giảng sanh khi đến tiếp dẫn thì sẽ còn náo nhiệt hơn ở hội trường này khi đến tiếp dẫn thì cũng không nên khách sáo Phải kiên định tính nguyện Tính nguyện giảng sanh Cẩn dịch bằng biên dịch tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vòng tay cư sĩ Amok gmail.com Người đọc Hành quan phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật